Con chào cô. Con vốn cũng tin vào chuyện tâm linh và nhân quả, nhưng lại có khúc mắc về chuyện duyên âm và vong nhập. Theo cô thì chuyện này có thật không ạ? Xin cô lý giải giúp con, đặc biệt là trong thực tế hiện nay chuyện này rất là phổ biến. Con xin cảm ơn cô ạ. Thì chúng ta đã tin về tâm linh thì chúng ta phải tin về việc chết không phải là hết. Chết không hết, chết lại tiếp tục đi tái sinh. Và tái sinh thì trong rất là nhiều cõi. Thì trong Phật Pháp thì gọi có cõi đó gọi là cõi ngã quỷ. Cõi ngã quỷ thì nó rất sống gần gũi với lại cõi người mình rất là nhiều. Thế, thì ở đất nước Việt Nam mình gọi cái cõi ngã quỷ tên thân thuộc là vong linh. Thế còn tiếng của Phật Pháp là ngã quỷ. Thế thì cái việc duyên âm này cũng là việc có thật, chứ không phải không có thật. Duyên chẳng qua đây là chỉ riêng cho về tình duyên thôi. Thì bây giờ thực chất là trong đời sống bây giờ có những người mà vợ chồng ấy sống với nhau xong chết cứ anh ơi anh chết đi anh để lại em làm gì, thế thì anh hãy về đây với mẹ con em. Thế nếu như mà cái người mà chồng này mà chết đi rồi mà chỉ có đi xuống làm cõi ngã quỷ thôi chứ không làm súc sinh, nếu súc sinh vào địa ngục thì đi mất, tái sinh về làm người đi mất và tái sinh lên cõi trời thì đi mất. Nhưng nếu như họ nằm ở trong cõi vong linh này thì họ lại về với mình. Đấy là do ái mà tìm nhau thôi. Thực sự chúng sinh là do ái mà tìm nhau. Bây giờ nếu như có Đức Phật ở đây thì nó hỏi là dạ con bạch Phật, con kiến này có nhân duyên gì mà đốt con? Thì Phật cũng sẽ trả lời là trong tiền kiếp con và con kiến này nó có duyên gì bây giờ tìm đến nhau để đốt nhau. Tức là nó vẫn có cái duyên tương tác. Ví dụ con chó, con mèo, con lợn, con gà nó đều có duyên với mình cả đấy, chứ không phải vô duyên vô cớ mà nó lại đến. Ví dụ con đẻ mình cũng là duyên. Thế thì đấy là cõi súc sinh nó cũng có duyên với mình. Thế cái con chó này nó về nó nhớ chủ, nó quý chủ, nó ngủ với chủ. Thế đấy là cũng là duyên, chứ có phải là ngoài chữ duyên đâu. Thế nhưng mà có cái là duyên đấy là cái mình thấy thật là duyên là con chó là súc sinh với người. Thì cái cõi ngã quỷ cũng thế thôi, duyên cái cõi ngã quỷ với người. Nhưng thực chất mắt mình còn không nhìn thấy, chứ còn thực tế ra là còn duyên chư thiên với cõi người. Ấy ví dụ như là Đức Phật ấy, ngài đều được chư thiên đến mà khi ngài cắt tóc thì chư thiên lấy cái tóc mang đi. Đấy ai đọc vào kinh Phật thì chư thiên liên quan đến cõi người rất nhiều. Đấy cũng là thuộc về tâm linh đấy. Tức là chúng sinh có tình thức, tức là có tâm đức, thì theo cái duyên này, theo cái duyên ái thì gặp lại nhau. Thế có những cái con vật là ví dụ như là cái người này người ta lại rất thích chơi với con rắn, mà nhiều người thì lại rất sợ con rắn, nhưng mà duyên cái người này lại thích con rắn. Thế có phải người này với cái con rắn, những cái con rắn mà có duyên với nhau. Thế chứ cái chữ duyên chẳng qua là chỉ là liên đới thôi, nó là thông với nhau thôi, nó cùng nhau và thích nhau hoặc ghét nhau thôi. Thế thì cái duyên âm này tức là duyên của người đã chết, của vong linh, thì cái duyên âm này là có. Thế còn cái việc vong nhập vào người thì không ai có thể mà chối cãi được. Nếu mà chối cãi thì chẳng qua chỉ là bảo thủ thôi, ấy chỉ là bảo thủ để mà cãi thôi. Bởi vì là thực chất là bản thân cô cũng thấy chỉ chắp tay lên bạch Phật xong mà bạch người ta cúng chứ có thuốc men gì đâu. Bảo người ta cúng dường rồi bảo người ta lễ bái nào có thuốc men thì cũng thấy cái vong linh nó đi ra khỏi người. Đấy, thế rồi thì những ông thầy cúng ngày trước đấy lấy roi dâu mới lại nước đái quật và đánh cho một hồi vong linh nó. Đây là người Việt hẳn hoi, đây là cái bà trên xóm nhà cô, bà ấy là bà Điều. Bà ấy bị vong Trung Quốc nhập vào bà ấy, bà ấy nói toàn tiếng Trung Quốc. Đâu bà ấy đã đi học tiếng Trung Quốc, thời xưa làm gì đi học tiếng Trung Quốc. Thế rồi cũng cúng cho, rồi cũng đánh cho một hồi, nhà bà là đánh cho một hồi. Thế rồi hôm sau thì cũng cúng cho ăn uống, cũng thức ăn này, thế nó đi mất. Đấy là bà ấy đi ăn dỗ về, bà ấy bị nó nhập vào, xong nó cũng khai là nó ở cái gốc gạo, bà ấy đi ăn dỗ vào buổi chiều, bà ấy đi qua đấy. Thế giờ nhập vào người, thế thì cái ông chữ ở xóm nhà, ông chữ ông xóm ông sáng, ông hồi đấy gọi là ông sáng nhắc vong. Đêm về cứ thế, bà Điều cứ thế khóc, thì ông sáng bảo thôi bây giờ tối rồi, nhà người ta không đi chợ được, có đói có khát để đến sáng mai. Thế người ta đi chợ được, người ta mua rồi cúng cho ăn, chứ bây giờ mà có như thế này thì làm cho tất cả xóm mà không ai ngủ được. Thế là nó nghiêng, nó để cho bà ấy không khóc gì nữa. Đến hôm sau thì sáng ra
Thế là chưa kịp đi chợ thì lại khóc giống lên, bảo đây đi chợ về đây. Thế là cúng cho mâm cơm, ăn xong là khỏi luôn. Đấy thì có phải là thuốc men đâu. Cho nên những cái mà mình lắng nghe, mình suy nghĩ, mình thấy nó là sự thật thì mình phải tin, chứ không thể nói là mình cố tình bảo thủ theo cái ý của mình được. Nếu như mình cứ bảo thủ thì mình nói mình nghe thôi. Là bởi vì nếu như mà trong gia đình nhà mình có một người bị vong nhập, mình nói là không phải đâu, thì người ta vẫn cứ mang cái người kia đi chữa theo kiểu vong nhập thì nó sẽ khỏi. Cho nên cái việc duyên âm là có, cái việc vong nhập là có, nhưng cái cách xử lý sao ấy cho nó thật tốt thì mình phải tìm ra cái cách xử lý thật tốt. Ví dụ mình cũng có cái nghiệp với họ thì bây giờ mình lên làm cho cái nghiệp của mình nó khác họ đi. Tức là mình biết sám hối, mình biết làm thiện, mình biết cúng dường, mình biết phóng sinh, mình biết trì trai giữ giới, không sát sinh, không trộm cắp, không dối náo, không tà dâm, không say sưa nghiện ngập, thì cái phước của mình nó chuyển đi chỗ khác, nó cao hơn. Thì cái người duyên âm cái nó không còn cái nghiệp đồng với mình nữa, thì họ không nhập được vào mình nữa. Rồi mình mang cái công đức của mình tu hành, mình hồi hướng cho họ, thì họ sẽ trở thành một người thiện, họ cũng muốn siêu thoát và họ không gá vào thân mình nữa. Và cái duyên âm cũng thế, có thể là do lời thề nào đó từ tiền kiếp trước, vợ chồng quá là yêu thương, quý mến nhau, một người chết đi, bây giờ theo cái ái duyên họ tìm lại được nhau, thì bây giờ mình cũng hướng cho họ tu hành, mình cũng tu hành và hồi hướng cho họ theo nhà Phật gọi là cầu siêu cho họ đó, cho họ về chùa, họ tu tập, họ siêu thoát thì mình sẽ thoát khỏi họ. Phật cũng dạy mình nên cúng dường bố thí làm phúc thì mình luôn được an vui, mình luôn được cái phước nó bảo hộ cho mình. Thì mình nên làm như vậy để tránh cái nghiệp duyên âm và cũng tránh đi cái việc bị vong nhập. Vâng ạ. Thì là tiếp tục là một câu hỏi nữa của một bạn ấy có hỏi về vấn đề gọi là nhân quả đấy ạ. Thì là thưa cô, con tin vào nhân quả của Phật, Phật dùng đức để phục lòng người, nhưng cô có kể những câu chuyện về Đức Phật dùng phép thì có phải là hư cấu của nhân gian không ạ? Con xin cảm ơn cô. Thầy kính thưa các bạn, thì bàn về Đức Phật. Đức Phật là Ngài có đức cho nên Ngài mới có phép, gọi là phép thần thông ấy. Đấy, Ngài có thể biến hiện ra, biến hiện một thân thành nhiều thân. Đấy, Ngài có thể biến hiện được nhiều thứ, đấy là do năng lực của tu tập. Thì khi mà người ta có cái năng lực của tu tập thì bây giờ các bạn cứ phải tư duy về phần này thì các bạn mới có thể biết được. Bởi vì nhiều cái mình tin Phật nhưng mà mình lại nghĩ rằng là cái việc đó là việc dối trá. Nhưng bây giờ mình phải biết thế này, cái người ta tu tập, tại sao cái đầu người ta ở đây, người ta lại biết được chuyện quá khứ, người ta lại biết được chuyện tương lai. Thế có phải cái biết này cũng là trong khối óc này nó đã khác nhau chưa? Nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên cái việc tu tập để mà chuyển hóa được hoặc là có thể làm được các cái việc phi thường thì cái đấy không phải là ở trong nhân gian mà có thể có được, mà thực sự những cái người có đức người ta có thể làm được. Thời Phật ấy thì có rất là nhiều vị có những cái thần thông. Đấy, ngay bây giờ mình chưa nói đến thời Phật đâu, ở bên Nhật Bản đấy, người ta cũng có những cái môn phái học đấy, người ta có thể chui xuống dưới đất được, người ta có thể biến hóa được. Thế thì ở đây cũng thế thôi, trong Phật Pháp thì có nhiều điều rất là vi diệu. Thế cho nên nếu như mà muốn bàn về cái việc mà vi diệu trong Phật Pháp thì mình phải đồng sự, tức là mình phải tu tập thì mình mới có thể bàn được. Có những cái ở nhân gian này mà không biết được nhưng Phật thì biết được. Đấy, chúng ta chỉ lấy khả năng của chúng ta nhé. Thực sự ngày xưa mà Phật nói rằng là mổ bằng lội soi đấy, nếu như mà bình thường thì tặng coi đó là một phép thần thông đấy, chứ không phải là bình thường đâu, cũng là thần thông đấy. Tại sao lại có thể chui được hết tất cả các thứ ở trong cơ thể con người, lại mổ, lại hút, lại đủ thứ ra? Thì đấy nó là một cái là trong khả năng của con người, chứ có ngoài khả năng của con người đâu. Đấy, rồi chúng ta biết được tất cả vũ trụ, tất cả cũng là nằm trong khả năng của con người. Cho nên khả năng của con người có rất nhiều, nhưng mà chúng ta phải khám phá ra.
thì khám phá ra trong Phật Pháp thì dùng cái đức hết. Đây cô chỉ nói ví dụ. Những cái người mà tìm ra được các cái phương pháp cứu người thì có phải là người ta có dùng tâm yêu thương đến con người không? Đấy là cái đức đấy. Cái đức đã biến hiện ra cho người ta có được những cái trí tuệ nó rất là sáng. Người ta thông minh, người ta có thể chế ra được các cái phép thần thông như vậy đấy. Dùng tia laser để mà mổ. Thế rồi còn những cái người mà người ta có thể dùng trí tuệ của mình để người ta nói về tâm lý. Ví dụ người ta nói chuyện bằng tâm lý khiến cho người kia được an ổn. Thì đấy cũng là trong những cái thần thông của người ta đấy, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Thế thì chuyện của Đức Phật mà có thể biến hình ra chỗ lọ, biến hình ra chỗ kia, hoặc là Đức Phật đi vào chỗ lọ, đi vào chỗ kia, chuyện đó rất là bình thường. Không có gì là khó đâu. Đấy, ví dụ cô chỉ nói tự nhiên lại đi ra chùa, mà cái cây cối thì mắt mình nhìn quả thật, cái chuyện này là chuyện thật trong nhân gian này. Đi ra chùa cái cây cối thì mình nhìn lên cũng chỉ có cây và sâu, mình mắt mình nhìn nhiều thì thấy con sâu đi chứ thấy được cái gì. Thế mà bẻ cái cành một cái, tự nhiên cái tay mình nó méo đi. Mình có nhìn thấy được là ai đã bẻ tay mình đâu. Thế mà quả thật cái tay mình nó méo đi thật đấy. Thế rồi thấy thế sợ quá, mua hoa mua quả mua hương ra khấn vài câu, nó lại tự tay nó lại bình thường. Đấy, thì cái đấy thì mình cũng thấy đó là phải là thần thông đấy, chứ cũng không phải là chuyện bình thường. Thế thì cho nên là cái việc mà khi có đức rồi ấy, thì có được cái thần thông thì mình thấy đó là chuyện bình thường. Thế mình lại bảo đấy thôi, ông này ông có rất là thần thông, ông chỉ dùng đức ông khấn mấy câu, ông xin lỗi mấy câu, thế thì có phải là xin lỗi là đức của mình không? Tự nhiên tay mình lại bình thường, không bị ngéo đi. Đấy, thế thì đấy cũng là cái đức nó sẽ sinh ra các cái thần thông nhá. Đấy là ngoại thần thông, còn nội thần thông đấy là ngoại, tức là dùng các kia người ta bẻ tay mình, thế giờ mình dùng cái đức người ta lại bẻ lại. Thế nhưng kia là còn nội lực của chư Phật. Cho nên là mình muốn thấy biết được hết tất cả thì hãy tu Phật. Cô cũng thế, rất là mong muốn biết được những gì Phật biết, cho nên là mình cố gắng trong khả năng của mình tinh tấn để mình tu tập được, để cho mình biết được những cái gì mà mình chưa biết.